em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập giống em vô em giống như là à, anh là con sư tử đực nè, ông bay tới ông xé đồ thế đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À. Xin chào hai em. Dạ. Hình như là ảnh không phải người Việt đúng không? Dạ. Dạ em là người Hàn Quốc. Em nói tiếng Việt rành như vậy là chắc là em ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Qua 26 năm rồi. Anh bị Việt Nam hóa rồi. Sinh dạ. sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Dạ em sinh sống ở Việt Nam cùng với vợ em và cùng với gia đình, có mẹ và có cả gia đình chị ở Việt Nam nữa. Mê Việt Nam lắm hay sao ở Việt Nam? Riêng em thì thấy là ở Việt Nam thích hơn là ở Hàn Quốc ạ. Hôm nay em đến đây quay chương trình Vợ Chồng Son thì có người nhà đi theo cùng không? Dạ có mẹ với chị. Dạ xin chào. Xin chào. Rất hân hạnh. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ni, công việc hiện tại của em là phun xăm thẩm mỹ. Dạ em năm nay 30 rồi. Rồi còn em. Dạ em chào hai anh chị, em là Kang Yubin. Dạ năm nay là 31 tuổi và em thì là hiện tại đang làm việc tại một cái công ty tập đoàn của Hàn Quốc. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết đi, cái tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Dạ, anh này là bạn thân của anh người yêu của em. Một lần nó ổng dắt cái ông này ra, cái em nhìn thấy em nói chết rồi, cái đối tượng của tôi là nằm ở đây, không phải là cái anh kia rồi. Em về cái là em suốt ngày em tơ tưởng cái ông này. Cái em mới nói với ông kia là đi đâu cũng dẫn cha này theo đi. Cái ông kia cũng tưởng thiệt, cái đâu cũng dẫn theo hết. Cái con lần là hả anh hẹn với em đi chơi hai người nhưng mà không lên đón em được, cử đại diện anh này đi. Anh này đi với em là đi từ bữa đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi Ní? Dạ, lúc đó còn nhỏ, em mới học lớp 10. Em nghĩ là em lúc đó là rất là ngây thơ, không có biết gì hết. Có bạn rủ đi thì đi chơi cùng. Sau đó thì tự nhiên hai người nó thân nhau hơn. Có một cái tình cảm đặc biệt hơn so với lại những người bạn khác. Đâu Ni kể đi Ni, cái cảm giác của em lúc là thời điểm đó em phải xoay sở như thế nào để mà cái người kia hiểu được mình. Hình như em không quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình rồi tự nhiên lên đón em, cái rủ em đi coi phim để em sướng mà. Em sướng lắm luôn á, vô trong rạp phim tự nhiên nắm tay em nói trời ơi, chính dính rồi, vậy là dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi. Vậy hả? Tại vì là thời gian mà Ni quen bạn em thì mới chỉ tầm 1 tháng, 2 tháng. Nên bạn cũng nói là không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Dạ lúc đó mới lớp 10 là tình yêu nó cũng trẻ con. Đúng rồi, con nít mà. Hai em là quen nhau bao lâu mới cưới? Dạ tầm 8 năm. Lúc đó em chắc em cũng ghiền phim Hàn Quốc hay sao? Hay là như nào mà tại sao lại bạn này mà gặp cái là em thấy đó là mẫu người của em liền? Hồi em cũng thích phim Hàn Quốc mà ông này hồi đó ông đẹp trai rồi nhỏ xíu mà đã được chạy xe máy mà chạy mô tô nữa. Trời ơi mà em thấy là đối xử với mấy bạn nữ khác là rất là dễ thương. Em thích lắm, mê quá trời luôn. Em học trường ở quận 3 Marie Curie, ông này ở Tân Bình, ở xa em. Hot lắm, từ trường em ai cũng biết ở bên trường đó có anh này hết, anh này là hot boy bên đó luôn. Còn em lớp mấy? Lớp 10 luôn ạ. Tại vì là em đến Việt Nam lúc 6 tuổi và học 1 năm tiếng Việt xong rồi vào trễ. Thực sự cái tình yêu mà nó nảy nở theo kiểu giống như là nam nữ mà trưởng thành á là bao nhiêu năm sau? Dạ, tốt nghiệp xong rồi mới thấy nghiêm túc hơn. Trưởng thành rồi, lúc đó trưởng thành rồi. Có thể cho phép tất cả mọi thứ rồi đó. Thì hai đứa lần đầu tiên là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em đi du lịch, gia đình nhà chồng em á, chị với mẹ em dắt đi theo, 4 người ở chung vậy để kiểm tra luôn luôn, kiểm tra 24/54. Cái xong rồi đi mall 4 người chung thì ông này ông nói là ông nhóng mặt nhức đầu, shopping đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Cái em nói thôi anh về trước đi, ông nói là em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về có một mình thôi hả. Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt, mặt tái xanh đẹp thế luôn, về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Ông nói là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị già là chết luôn. Tức là lén mẹ với chị đó. Lúc đó là tại vì mới tốt nghiệp ra trường và đang là trong thời gian như là bạn ấy em cũng đang đi học đại học.
Mẹ với chị thì muốn kìm lại nhưng mà hai đứa thì chưa. Mà mẹ có biết là cũng lâu rồi, kiềm chế tại vì là không? Thời gian quen nhau cũng tương đối là lâu. Dạ. Đúng rồi, cũng 4 năm ha, dạ. 3, 4 năm rồi. Ừ. Rồi đấy. Trong quá trình yêu thì có cái biến cố gì xảy ra không? Chia tay thì cả ngàn lần. Người mà chủ động chia tay nhiều hơn là Ni. Thì em cũng lâu lâu cũng có. Có lần chia tay dài nhất cũng gần cả năm á. Lý do? Đôi hơi bạn bè mê chơi game rồi đi linh tinh chơi. Xong rồi mày đặt tập tành hút thuốc nữa. Hỏi em là thế hút thuốc ngầu không? Ngầu không thấy được không? Xong rồi em nói là không, dừng lại đi, không có chịu vậy nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, cái bực mình cũng gọi điện thoại mét mẹ luôn. Em nói là mẹ ơi, con biết Dubin có nhiều tiền lắm, đi làm kiếm tiền. Ông này thì ông cấm em nói. Em đi nói hết luôn đó là còn chơi với bạn xấu nữa. Rồi anh này anh giận, nó nói là ai cho gọi mét như vậy. Từ nay là đừng có gặp nữa nha. Tức là gần cả năm không gặp nhau luôn. Mét mẹ của Bin. Tại sao một năm sau lại quay lại? Ai là người chủ động quay lại? Hình như là người chủ động là em. Chắc là anh này còn gì nữa. Thôi là em. Trong thời gian đó là Ni cũng có quen một người khác và em cũng có quen một số bạn gái khác nhưng mà thấy không có hợp và cũng không thấy tình cảm như là hồi quen Ni. Giờ muốn quay lại thì gia đình anh phải đi qua gặp nói chuyện với ba mẹ để mình tiến tới hôn nhân mình cưới luôn, chứ mình quen cũng lâu rồi, cái anh này cũng nghe lời. Thì bao lâu thì cưới? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới, thì cái dính bầu mất tiêu. Đi qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì vậy, mất mặt quá đi trời. Nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn. Ba em còn viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm cái gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thì ghê vậy. Tụi em cũng đã quen nhau một cái quá trình nó dài như vậy và có một cái kết cũng viên mãn. Tật xấu của anh Bin này nhiều không Linh Ni? Chồng em là không có lãng mạn. Nhiều khi có bữa em đang sấy tóc, ông lại ông giật cái máy sấy, ông sấy cho em, trời em cảm động, chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi, cái nhìn em âu yếm nói anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc cho nó giống như vậy. Rồi thật xấu gì nữa? Với lại là em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Ông bay tới ông xé đồ xé đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn, không có làm gì hết. Sao ông chơi kiểu kỳ ông? Làm hổ xong rồi kiệt sức đây lo vồ quá đó rồi xé đồ mất hết sức rồi quay lại già dạ, sao rồi em. Cái lần sau em rút kinh nghiệm, chồng em bắt đầu vồ vập vô, khi em nói em không chống cự thì chồng em mất sức quá quay ra cũng ngủ tiếp. Bây giờ còn vồ vập nữa không, kiểu đó không? Nó duy trì tới không, giờ luôn là anh. Mỗi lần say lên thì em thích làm thường một là như vậy. Tỉnh có bao giờ anh hóa thân thành cọp thành sư tử được không? Dạ không, yếu đuối, vẫn yếu đuối cái style đó vậy luôn. Trong cái chuyện nó cũng vậy, cái giờ em làm cái gì ông cứ như con gái vậy đó, ổng là dây nữ mà ông cứ quay mặt ra ông mắc cỡ ông cười ỏ nghẻn như em nói thích nhưng mà sao mà em dê dữ vậy, sao dê dữ vậy đi, ghê quá đi. Là tới bây giờ là sống với nhau 8-9 năm rồi mà vẫn còn e thẹn. Dạ, trong cái vụ rồi. Đó đúng không? Ảnh hiện thùng em không có quen đó. Được con nó hơi ngại quay mặt vô cái là trời ngại quá, sao em làm vậy ngại quá. Mày có hay giận hờn vu vơ gì không? Trời ơi như con gái hay giận lắm á, mỗi lần mà gọi cho em mà không bắt máy cái là em làm cái gì vậy, em hết yêu anh rồi phải không, ngồi ăn cơm ngồi nói với em là hôm nay có gì vui không em kể cho anh nghe với, cái em nói là hôm nay không có gì đặc biệt hết á, em ơi nhưng mà em có yêu anh không, trời hỏi cái câu đó thôi mà cái đầu mâm cơm tới cuối mâm cơm chắc 15 lần luôn á, em nói không có trả lời nữa mệt quá, cái đứng lên uống nước cái là em có yêu anh không vậy, em lầy anh không, lầy dễ sợ lầy em. Theo anh thấy đó là cái cử chỉ lãng mạn đó em. Em ghét không trả lời nữa thì lại giận quay ra nó biết ngay mà giờ lấy ta về rồi cứ vậy phải không, đâu có thèm. Trời ơi, lấy tôi về nữa. Trời coi như hái hoa bẻ nghị xong rồi là bỏ tôi bên đường. Em thích nghe ngọt lắm nhưng mà ông này không bao giờ nghe ngọt hết trơn á. Nói cho cái câu mà ngọt ngào nhất em nói với vợ em đó là câu gì? Em nói là anh yêu em thôi chứ cũng... anh cũng yêu em phải nói trước sao mà anh cũng yêu em thôi. Tới Bin đó, Ni có tật xấu gì không? Dạ quá nhiều ạ. Nó chọn lọc ra hơi khó nhưng mà như là Ni thì từ nhỏ đến lớn đều không có làm việc nội trợ hoặc là nấu nướng nên về những cái việc đó hơi tới bây giờ cũng vẫn chưa được tốt lắm. Vẫn còn vụng về xíu. Vụng về nhiều. Nhiều luôn á. Ủi một cái áo cho con
mà mất 2 tiếng đồng hồ. Em có lâu lâu cũng có than là hôm nay anh làm việc mệt quá, anh làm căng thẳng quá. Thì Ni cũng than ngược lại, nói là em cũng ở nhà mệt lắm, làm việc nhà, giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm. Em cũng nghĩ là những cái công việc ở nhà cũng sẽ rất là mệt đối với người phụ nữ mà làm nội trợ. Đêm về thì thấy Ni nói là bây giờ em phải ủi đồ. Thấy một tiếng sau, thấy Ni vẫn ủi một cái áo. Xong rồi một tiếng sau đó nữa em qua lại thì vẫn ủi cái áo đó. Không phải là áo của người lớn nữa, áo đứa con trai. Ngày hôm sau đi học. Có rồi là xấu gì nữa. Và có hay chọc ghẹo chồng không? Mỗi lần giận lên hay là có việc gì đó thì thường là nói với em. Thì em nói là em không thích như vậy, nhưng mà vẫn nói. Vậy đó hả? Dạ không, không phải đâu, anh Nguyễn Kỳ á. Ông kêu em là, ê đi heo, đi heo. Cái em đâu có giận đâu, em mới kêu lại, vô bên chó. Cái tự nhiên giận em á, sao chồng mày kêu vô chó vậy mày? Cái vậy là giận á. Nói em là BD. Nói em là giống như con gái mới lớn. Dạ giống con gái mới lớn quá trời. Chuyện phòng the thì lúc nào cũng núp gần bên, chú vô góc cho em mắc cỡ quá, ngại quá. Còn á hả, về nhà cái bình nước bự 20 lít vậy nè, em nói là thôi để em khiêng cho, không sao đâu. Em khiêng, vậy em cũng để cho em khiêng thiệt. Khiêng xong rồi nói ôn tập yoga khỏe dữ ha, bữa sau em khiêng luôn nha Ni. Chịu nổi không chị? Thì em định khiêng rồi, mà Ni nói là thôi để em khiêng cho thì thôi để thì nghĩ là khiêng được. Mới mình dành, dạ, nên em mới để... Em dành giả bộ thôi chứ bộ em đâu có dành thiệt đâu. Anh thiệt tình đó em. Bin có biết cái câu mà con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Dạ, dạ, con biết con bài nghe. Đó không? Dạ, dạ, biết đó, hả? Vậy là Ni xài cái chiêu đó đó. Không mà, em không có hiểu được ý. Chán lắm, cứ nói em là em muốn gì nói đại ra đi, chứ anh đâu phải thánh đâu mà anh đoán em mà được hay không, nói đại đi. Còn em không nói em thiệt thòi đáng chịu nha. Thì Ni muốn gì thì em đều đáp ứng. Nếu mà không nói thì em không có biết được. Thì mỗi lần như vậy đó là em có khó chịu không Ni? Riết em quen rồi em thấy kệ BD chút xíu cũng sao, dễ thương. Dạo này điệu lắm. Hồi trước thì không dạo có nhưng mà tự nhiên là sao điệu quá trời trước luôn. Đây là... Nhưng mà sao dạo này lại điệu là sao? Đúng rồi, em cũng muốn hỏi chồng em sao dạo này điệu quá trời luôn. Chăm chỉ tập gym nha, xong rồi quần áo còn phải la em á là anh đi mà sao em phối cái này với cái này với anh gì vậy? Là đồ cái này của Bin là em phối à? Hồi trước là đi công tác là do em phối, em tự lựa xong rồi lựa cái ông gọi điện thoại vô nói là trời đất ơi, sao em đưa cho anh mặc cái màu này với cái màu này nhìn em giống như là con nhộng vậy, ghê quá vậy. Cái lần sau em ghét quá, em bỏ đồ thiếu luôn. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn Bin thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lãng mạn hơn chút nữa với lại chủ động hơn trong cái chuyện đó một chút, chứ đừng có yếu đuối như con thỏ. Nó đúng là con sư tử đực, dùng cái đừng có thể hiện được có 15 phút cái nghỉ đi ngủ. Coi như là làm sư tử đực trong lúc tỉnh, đừng có làm sư tử trong lúc say. Đúng rồi đấy chị, ngủ không à. Đó rồi, còn Bin, Bin mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là Ni là rất là tốt trong quan hệ vợ với chồng. Rồi anh em thì mong muốn là nếu mà Ni thay đổi thì mong mà Ni chăm chút cho hai đứa con nhiều quan hơn, tâm, quan tâm, quan tâm hai với đứa hai đứa con nhiều hơn. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thường là những bà mẹ là khi mà có con rồi là hay bỏ bê chồng lắm á, lo cho con không à? Ni thì chăm chút cho chồng nhiều hơn là con. em thích lo cho chồng, chăm chồng hơn. Con thì từ từ thì nó cũng lớn thôi, chứ chồng là cái người dính với em lâu nhất. Nhưng mà hai đứa nhỏ thì hiện giờ là ai là cái người chăm sóc cho mẹ? Dạ mẹ của em. Vậy là coi như là tâm lý là y vô bà ngoại. Chắc dạ, bà ngoại năm nay nhiêu? Dạ 50. Chồng em thì không có muốn tại vì phiền là mẹ nó là muốn biết là muốn chăm hai đứa là rất là cực. Nhưng mà em có chăm chút cho hai đứa nhỏ không? Công việc của em là kinh doanh nên em cũng thường xuyên đi xa, thường xuyên về trễ, nên cái thời gian mà em gặp được con nó không có được nhiều. Coi như là mỗi người trong cuộc sống có một quan điểm khác nhau á Bin. Chỉ ngoại trừ khi nào mà bà ngoại á mà gào lên là bà ngoại nói là tao không đủ sức để mà tao chăm hai đứa nhỏ nữa thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Em nên hoàn toàn là không phải lo gì. Ngoài cái chuyện là bà ngoại cực ra thì cái điều lớn hơn như vậy là bà ngoại Đức đang rất là hạnh phúc. Tại vì cái tuổi 50 á là cái tuổi mà khi cái đứa con của mình nó lớn rồi, nó vụt khỏi vòng tay của mình, nó không cần đến mình nữa, thì cái đứa cháu đó là cái đứa mà nó lấp cái khoảng trống cho những đứa con. Đó, theo chị là như vậy. Ni có một cái nhu cầu là lúc nào mình cũng muốn chăm sóc cho chồng của mình, cho cái người đồng hành đến suốt cuộc đời của mình. Thì cái đó lại là một cái tư tưởng theo chị á, là tích cực chứ không phải là tiêu cực đâu. Bởi vì những người phụ nữ Việt Nam á là thường có vậy nè, sanh ra rồi, sanh đứa con ra rồi là toàn bộ là dồn hết cho con, quên đi bản thân, quên đi cái người đồng hành bên cạnh mình là người chồng. Và có rất nhiều những ông chồng cảm thấy mặc cảm, thấy tự ti và rất buồn về cái chuyện đó.
Đó, thành ra là bây giờ em đang được hưởng, em đang được hưởng đó. Thì em cứ hưởng đi. Em tốt luôn. Em cứ hưởng đi, em đừng có băn khoăn gì cả. Tuy nhiên, ngoài cái việc mà thương chồng ra thì mình cũng phải nghĩ tới mẹ mình. Mình phải thương mẹ nữa. À, xin chúc em luôn hạnh phúc như thế này. Rồi. Xin cảm ơn. Tụi em có nói chuyện xong cô nghĩ là chắc quen xa quá, cô không muốn quen nữa, cô không liên lạc nữa với em. Nhưng mà em quyết định rồi thì em đứng trước nhà cô luôn, đợi tới tối luôn. Ôi. Em ngủ gục như đó em quên luôn. Em cũng xúc động nhưng mà em cũng không cho vô nhà. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Hình như là đang có tin vui đúng không? Dạ đúng rồi. Chúc mừng. Trước tiên là xin chúc mừng hai anh chị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúc mừng cho hai vợ chồng đang chuẩn bị chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình mình nha. Em bé được mấy tháng rồi cưng? Dạ em đang được 3 tháng rưỡi nha. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ em tên là Tạ Thúc Vương, năm nay em 40 tuổi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thọ và khán giả mọi người ạ. Em tên là Đặng Thanh Loan, năm nay em 37 tuổi. Loan với Vương là hiện tại là ở đâu? Dạ em hiện tại em sinh sống ở trên Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột đó. Là hai bạn mới xuống đây hả? Dạ em mới xuống. Em làm việc ở Sài Gòn. Trước đây thì em ở Sài Gòn và sau đó em sanh bé, lấy anh em sanh bé thứ hai thì em mới về Buôn Ma Thuột. Tụi em thì là coi như là hai mảnh đổ vỡ mà ghép lại. Công việc của Vương là hiện tại là làm ở Sài Gòn. Trước đây thì làm ở đâu? Em lớn lên ở bên Mỹ. Em từ nhỏ lớn đi học xong đến rồi em đi lính 20 năm thì em về hưu. Thì em làm cái nghề quay phim. Hình ảnh gì Việt Nam thì em là người quay mấy đó. Khi mà Vương gặp Loan đó là gặp ở Việt Nam. Em đi về đây em quay một cái phóng sự của Việt Nam. Nhỏ em của em họ nó có một cái lớp yoga. Xong nó nói anh quay phim được, anh quay cái quảng cáo yoga giùm em. Thì em vô trong quay phim thì cô này là tập yoga trong đó. Thì em liếc thì công việc đạo diễn của em thì em nhìn, em lựa người ra để em quay. Thì em nhìn thấy cô này, xong cái em nói cô này rất ăn ảnh nè. Em lựa cô này ra để anh phỏng vấn. Thì lúc em phỏng vấn rồi xong em quay rồi em cũng không để ý gì hết. Em đi xuống Cà Mau quay tiếp. Thì trên đường đi Cà Mau thì em vẫn ngồi coi lại tài liệu trên máy. Thì em nhìn thấy cô này dễ thương. Cái em hỏi nhỏ em nói em có số cô này không? Để anh gọi anh xin cái tên đầy đủ anh bỏ vô. Thì anh gọi thôi. Cái anh gọi thấy nói chuyện thấy cũng hợp ý. Em mới nói anh còn có 2 ngày ở Việt Nam nữa thôi. Thì anh về Cà Mau tối nay thì gặp em để uống nước, uống cà phê. Từ Cà Mau về Sài Gòn đó. Dạ. Thì em về uống cà phê thì em hẹn cổ đi. Cũng tối lắm rồi, cũng 9 giờ cô đi. Nhưng mà em thấy đi uống cà phê thì nói cũng hợp hợp ý lắm. Nên em thấy chắc có lẽ đây là người hợp với mình. Lần đầu tiên mà Loan gặp anh Vương đó thì là cái ấn tượng của Loan về anh ấy như thế nào? Dạ không có gì hết. Thực ra là cái lần đầu tiên thì ảnh về ảnh quay em cũng không quan tâm gì hết. Có nghĩa là mình khi người ta nhờ mình cái việc gì đó thì mình làm xong trách nhiệm mình đi về thôi. Và sau đó thì ảnh nhắn tin cho em. Rồi mình nghĩ thì có thêm một người bạn nữa thì cũng ok. Nên là cũng nhắn qua nhắn lại. Rồi ảnh rủ em đi uống nước. Tối hôm đó về cái về chở ảnh về cái ảnh hung lên em, hung em trên trán mấy gì đó. Mặc dù nó rất là nhanh nhưng mà nó không có mang một cái tính chất gì mà nó gọi là thô lỗ hết. Nhưng mà đêm đó về là ấn tượng với cái nữ hung. Đêm đó về thì em cũng thấy nó có một cái gì nó lạ. Có một chút xíu nhẹ. Rồi sao xuyến xong là anh này là lên máy bay về Mỹ lại. Nhưng mà sao hôm sau có gặp nữa không? Hay là hôm sau gặp nữa dạ, không? Dạ có, hôm anh sau. Còn được 2 ngày mà đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là yêu xa đúng không nè, yêu xa. Nhưng mà xa như vậy là tụi em có thể xa cả năm hay là yêu chỉ xa là em vẫn về thường xuyên để mà thăm bà xã? Dạ, em vẫn đi tới đi lui gì cũng tại vì gặp xong 1 năm sau em mới chính thức lấy. Dạ, em cũng đi về đi lui nhưng mà em nói đi về tốn tiền vé máy bay quá thôi để em về em ở luôn. Thì em mới nói bà xã em là thôi anh về anh ở luôn với em nha. Lúc mà Tết em về thì xong sau đó cô đi học yoga mà định cái lớp cao á ở Đà Lạt khoảng mấy tháng thì tụi em có nói chuyện xong cô nghĩ là chắc quen xa quá cô không muốn quen nữa. Cô không liên lạc nữa với em nhưng mà em quyết định rồi thì em tháng 5 em đi về em đứng trước nhà cô luôn, đợi tới tối luôn. Xong cái em ngủ gục như đó em quên luôn.
con thằng con trai lớn nó nói ôi chú Vương làm gì ở đây nè mẹ. Tội vậy rồi sao? Lúc đó em thấy thương không? Em cũng xúc động nhưng mà em cũng không cho vô nhà. Tại vì lúc đó đi mình nó mới đi chơi về, người mình nó cũng đang nóng nực mệt mỏi, nên em nói là thôi anh cứ về đi, anh cứ đằng nào anh đòi vô nhà, nhưng mà em nhất quyết em không cho. Rồi thì lại xách ba lô đi về, lủi thủi đi về vậy đó. Đi về rồi qua ngày hôm sau rồi bắt đầu mới bao lâu mới cho vô nhà? Không thì em biết cổ hay tập yoga buổi sáng thì em mới nói nhỏ em, nói bây giờ anh sẽ đi tập yoga. Thì nó có, nếu nó nói là ở đây yoga này sẽ cho tập một tuần miễn phí, thì 6 giờ sáng là em đã có mặt em tập yoga. Mà không biết anh chị có bao giờ tập yoga thì em nói yoga nó khó quá trời. Thì em kiên trì tới một tuần, chưa bao giờ em tập gì mà mồ hôi nó chảy đầy mình luôn, em biết tại sao nó chảy luôn. Chân cẳng nó chảy luôn. Vậy là có nghĩa là ảnh tập đúng thì mồ hôi mới chảy đúng không? Chắc hay là anh cũng cố theo nhưng mà không thể theo bằng mọi người được. Chứ chị có tập yoga rồi mà không ra mồ hôi đó. Tại mệt quá nó cái buông luôn á. Không có. Hồi đó em cũng có tập yoga đó chị. Không ra mồ hôi được. Bao lâu thì bên gia đình em á là có biết ảnh không? Cũng cái Tết 2015 ảnh có về. Thì em cũng có, ảnh về ảnh Tết, ảnh đi quay ở ngoài Hà Nội á. Rồi mùng 2 ảnh bay vô Buôn Ma Thuột, vô nhà em á. Thì cũng có về mà gặp bố mẹ em. Nhưng mà mẹ em thì có nghĩa là trước đây thì con mình đã đổ vỡ một lần rồi, mà lại đang hai mẹ con ở nữa, nên là cũng không muốn đi thêm một bước nữa. Nên là đâm ra là không chấp nhận. Và cái Tết năm đó mẹ em giận em luôn. Nhưng mà rồi thì làm cách nào để mà hai bạn đến được với nhau? Thì đến khi mà tháng 5 á, là em thấy sự nhiệt tình và cái sự thật thà của ảnh nó rất là nhiều. Và em cảm nhận được cái nghĩ là thôi tương lai của mình nó vẫn còn dài lắm. Mẹ con thì kiểu gì trước sau cũng phải cần có một người nào đó mà làm một bờ vai mà che chở. Bây giờ là hai bạn coi như là tất cả mọi thứ cũng đã chia sẻ hết rồi. Bây giờ đến cái phần này mà chắc có lẽ là hai bạn cũng đang rất là muốn nói này. Đó là phần tật xấu của đối phương. Thôi vậy chắc hỏi Loan trước đi, anh ấy có tật xấu gì không? Thực ra thì ảnh, nếu mà nói về tật xấu thì tụi em cũng sống mấy năm nay rồi, nhưng mà hình như là cái sự hoàn mỹ nó lấn át luôn đi cái phần xấu nhẹ nhàng của ảnh, nên đâm ra là nó cũng không có gì hết. Tại vì ở nhà thì ảnh là người chu toàn hết mọi việc trong gia đình luôn. Nhà cửa là cũng tự tay làm hết. Nói chung là giờ mà điện đóm hay nước hay là bất cứ một cái gì thì em không phải kiếm một người thợ nào khác. Là anh biết hết luôn. Dạ biết hết luôn. Từ công nghệ cho đến tất cả luôn. Ngay cả việc mà bếp núc trong gia đình là anh là người sắm sửa hết cho em toàn bộ. Em chỉ việc nấu thôi. Thôi nhưng mà đây là cái phần mà chúng ta khui cái tật xấu. Đúng rồi. Dạ, đó, khui tật xấu. Hồi nãy giờ là khen đúng không? Thì ý em đang nói ở vấn đề đây là nó bị lấn át rất là nhiều. Nhưng mà em thì em đang không hài lòng ở ảnh một cái vấn đề là nói chung là phụ nữ thì ai cũng ghen. Nhưng mà cái tật của ảnh là ví dụ như là ảnh đi chơi với một cái người bạn gái là bạn bình thường thôi. Hôm nay đi cà phê rồi đi ăn, xong ngày mai cũng cà phê đi ăn, cái ngày mốt cũng đòi như vậy thì em không chấp nhận. Có nghĩa là em chỉ muốn ảnh phải hiểu được cái cảm xúc của người vợ và con ở nhà. Có nghĩa em chấp nhận cho ảnh đi gặp gỡ bạn bè, nhưng mà cái mức độ nó phải ở vừa phải. Không thể ngày này qua ngày kia được. Chỉ được ngày thôi. Còn xảy nhau, ngày nào xảy giao thôi. Xảy giao một như ngày thôi. Và em nói ảnh riết, ảnh cứ coi là đó là chuyện bình thường. Mà bây giờ thay đổi chưa? Có thay đổi không? Dạ chưa. Em chưa nói đâu. Đến bây giờ cái ta xảy giao rồi còn kiểu ổng là xả thân luôn rồi đó. Dạ đó. Đúng rồi đó. Anh em không có nhậu nhẹt, em không có biết gì. Cà phê thôi. Dạ em đi cà phê thôi chứ. Cái vấn đề ở đây là cái sự san sẻ tình cảm đó. Không có một người phụ nữ nào người ta thích hết trơn á, nhất là người vợ. Ngoài muốn cà phê ngồi đường gì đâu mà đi đó. Ủa đâu có phải là khó chịu. Đâu có phải là ngủ với nhau á thì mới là mất chồng đâu, không có đâu em. Dạ đúng rồi. Chồng mình á chỉ cần quan tâm đến một cái người khác hơi bị nhiều chút xíu, dành thời gian cho cái người đó không phải là mình hơi nhiều chút xíu là khó chịu rồi. Đó là phụ nữ Á Đông đó em. Em đã chấp nhận em về đây em lấy vợ rồi thì em phải nhập gia tùy tục chứ không thể nào mà ở bên Mỹ ok mọi thứ nó phóng khoáng hơn, nó open hơn. No, em về đây là em phải chấp nhận cái điều đó. Nhất là em đã lấy một người phụ nữ thuần Việt Nam thì em phải chấp nhận cái việc ghen đó. Theo chị cái đó không phải là ghen. Cái đó là giữ chồng kiểu của mình á. Chị cũng như em à. Sao còn tật xấu gì nữa nè? Kể luôn đi để chị nói cho. Anh có chủ động trong mọi công chuyện không?
Nếu mà nói về nó hơi nhạy cảm chút xíu đi về vấn đề mà vợ chồng với nhau, ảnh luôn là một người khơi mào ra, ảnh là một người thèm thuồng, nhưng mà đến hỏi hả là đến hồi bắt vợ chủ động. Thì cái đó là cái sở thích của người ta là sao, đúng không Vương? Anh Vương có nói gì không nè? Cái đó thì chị bó tay nha. Cái phần đó anh Vương có phần anh có biện hộ vô. Mà em nói hoài bà hay phá em á, cái hay rờ tùm lum á, rồi xong cái nó khơi mình lên. Không có lửa sao có khói, đúng không? Mà đến khi mà em ok thì em hết sức thì bả là bả đuổi bỏ chạy em thì. Thì đó là cái câu chuyện đó, vui. Đó, cái đó vui mà. Nó không phải thật xấu nữa. Cái đó phải thật xấu nữa. Nó vui luôn á. Rồi giờ tới Vương nè. Loan có bao nhiêu thật xấu nè? Em thì cũng nói chung cũng hoàn hảo hết, nhưng mà cái giờ em là có hay bày hay. Như quần áo mặc xong là cái liền tùm lum hết á. Rồi tóc thì rụng thì không chịu quét, rồi cứ nghĩ lại là chồng quét nhà quét cửa cứ xả tùm lum vậy đó. Rồi bừa bộn nè, còn thật xấu gì nữa không? Có vậy, tại vì em thấy phụ nữ Việt Nam em thích nhất là anh hôm nay trưa nay anh có ăn gì không, anh em nấu này, rồi mấy giờ anh về. Em thấy cái đó là hạnh phúc. Nên nhiều khi em không có nghĩ tới chuyện là mình phải đi nhậu hay là mình phải giao tiếp, mà bạn em rất là ít. Mình sẽ không bao giờ sẽ vướng những cái chuyện mà xa đọ hay gì hết. Thôi, còn bây giờ cố gắng nha, đừng có san sẻ tình cảm, đừng có ga lăng quá. Đừng có ga lăng quá, tại vì em là đẹp trai nè, cái nghề nghiệp của em lại là cái nghề mà nó rất là tiếp xúc với nhiều người đẹp. Em quay quốc thuận rồi mà. Em quay lúc anh mở mì cây đó. Thì đó, thì bởi vậy cho nên thôi em chú ý đến cảm xúc của Loan chút nha. Rồi, xin chúc cho Vương, chúc cho Loan cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một cậu con trai hả? Đó, một này, cậu một con trai. Quý tử nha, một quý tử nha xuất hiện trong năm Canh Tý. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn tụi em.